Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập 3 trang 18. Chứng minh rằng tâm của các mặt của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều. Rồi, bây giờ mình cùng nhau vẽ hình ha. Chứng minh rằng tâm của các mặt của hình tứ diện đều. Thì đây, thứ nhất là chúng ta phải vẽ hình tứ diện đều A, B, C, D ha. Tứ diện đều là gì? Tứ diện đều là tứ diện có các mặt đều là những tam giác đều, và những tam giác đều này thì bằng nhau. Nhưng mà tam giác đều thì trong không gian nó mình nhìn thấy nó không có đều là chuyện bình thường ha. Cho nên là các bạn có thể vẽ một tứ diện bất kỳ và các bạn coi đó là tứ diện đều cũng được nha. Rồi, tâm của các mặt, tâm là sao các bạn? Tâm chính là trọng tâm, được chưa? Tâm của các mặt. Như vậy thì chính là trọng tâm của các mặt. Vậy thì ví dụ như các mặt của tứ diện đều này, các mặt của nó là hình tam giác. Vậy trọng tâm của tam giác là giao điểm của hai đường trung tuyến, đúng không? Giao điểm của ba đường trung tuyến. Thì về nguyên tắc là chúng ta chỉ cần vẽ hai đường trung tuyến là mình có được trọng tâm ha. Giao của hai đường trung tuyến là mình được trọng tâm. Nhưng mà cái bài này nếu mà chúng ta vẽ hai đường trung tuyến thì nhìn nó rườm rà lắm, nhìn nó bị khuất nhiều lắm, cho nên rất là khó nhìn. Cho nên chúng ta chỉ cần vẽ một đường trung tuyến là được ha. Mình vẽ một đường trung tuyến rồi sau đó mình dựa vào tính chất của trọng tâm ha. Ví dụ như là E là trọng tâm của tam giác là ACD, thì mình có một tính chất đó là AE chia cho AM ha. AE chia cho AM sẽ bằng 2/3, hay nói khác là ME chia cho MA sẽ bằng 1/3 đó. Thì mình dựa vào tính chất đó, mình chỉ cần vẽ một đường trung tuyến và sau đó mình chia làm 3 phần, chia đường trung tuyến làm 3 phần và mình lấy 2 phần, thì điểm này sẽ là trọng tâm, hay nói khác là tâm, được chưa? Thì tương tự như vậy, mình cũng vẽ được tâm của các mặt còn lại bằng cách chúng ta vẽ đường trung tuyến rồi chúng ta chia làm 3, rồi chúng ta lấy 2 phần ha. G F ha, B M là đường trung tuyến, mình chia làm 3, mình lấy 2 phần, từ B tới F mình lấy 2 phần. Rồi đây là H. Được không? Như vậy thì chúng ta đã vẽ xong hình ha. Và bây giờ mình đi chứng minh. Thì đề nó không có cho ABCD gì hết ha. Cho nên mình vẽ hình thì mình phải gọi là báo cáo cho người ta biết ABCD là gì ha. Nên chúng ta là lần đầu tiên chúng ta phải báo cáo ha. Xét tứ diện đều ha, xét tứ diện đều ABCD. Và để cho cái việc trình bày nó đơn giản thì chúng ta gọi cạnh của tứ diện đều này là A ha. Thì các cạnh là AB và AD nó cũng bằng A, BC nó cũng bằng A, được chưa? Tất cả các cạnh đều bằng A. Nên chúng ta xét tứ diện đều ABCD cạnh bằng A. À, cạnh bằng A. Rồi, sau đó mình phải báo cho người ta biết là EFGH là gì, đúng không? Ha. Mình gọi EFGH lần lượt. Lần lượt là trọng tâm, hay nói khác là tâm ha, của các là tâm của các mặt. Tâm của các mặt E chính là tâm của mặt là ACD ha. E là ACD, các mặt ACD này. F là tâm của mặt là BCD ha. BCD. Rồi G là tâm của mặt là ABC ha. G là tâm của mặt ABC. ABC. Và cuối cùng H là tâm của mặt là ABD, được chưa? Tâm của mặt
ABD. Rồi, các bạn vẽ hình vô bài làm luôn ha. Thầy vẽ hình này để mà thầy đưa đi đưa lại cho các bạn xem cho dễ. Còn các bạn vẽ hình vô. Rồi, như vậy thì theo đề bài thì chúng ta cần chứng minh gì ha? Theo đề bài thì chúng ta cần chứng minh là EFGH là các đỉnh của một hình tứ diện đều. Các đỉnh của một hình tứ diện đều, hay nói cách khác là chúng ta phải chứng minh EFGH là một tứ diện đều, đúng không? Theo đề, ta cần chứng minh EFGH. Theo đề ta cần chứng minh EFGH là tứ diện đều. Được chưa? Rồi, bây giờ mình chứng minh này các bạn. Mình dẫn đầu ha. Thật vậy. Điểm M chúng ta vẫn chưa báo cáo đúng không? Bây giờ mình báo cáo cho người ta biết ha. Thật vậy. Gọi M là trung điểm của CD. Gọi M là trung điểm của CD. Ta có. Gọi M là trung điểm của CD ta có. Nè. Mình có là theo tính chất của trọng tâm thì mình có là ME sẽ bằng 1/3 MA nha. Rồi MF sẽ bằng 1/3 của MB. Cho nên là mình có được là ME chia cho MA bằng MF chia cho MB. Đúng không? Hay nói khác là mình suy ra được là tam giác MEF bằng đồng dạng với tam giác MAB. Được chưa? MEF đồng dạng với MAB. Mà đồng dạng thì mình suy ra được là EF chia cho AB sẽ bằng là ME chia cho MA và bằng 1/3, đúng không? Từ đó mình suy ra được EF sẽ bằng 1/3 của AB, hay nói khác là EF bằng A chia 3 ha. Tương tự như vậy chúng ta cũng chứng minh được các cạnh GF, GH, HE, HF đều bằng A chia 3 hết. Cho nên là mình suy ra các mặt là EGH, EGF, HFE, HGF đều là những tam giác đều và bằng nhau suy ra tứ diện EFGH là tứ diện đều. Nha. Ta có tam giác MEF, tam giác MEF sẽ đồng dạng với lại tam giác là MAB, được chưa? MEF đồng dạng với MAB. Mình ghi xong rồi mình giải thích cho nó gọn các bạn. Vì sao? Vì mình có ME chia MA. Vì mình có ME chia cho MA bằng MF chia cho MB. MF chia cho MB. Vì cùng bằng 1/3, đúng không? Tính chất của trọng tâm. Rồi thứ hai nữa, mình có góc này là góc chung của hai tam giác này, đúng không? EMF là góc chung. EMF là góc chung ha. Đó. Có nghĩa là hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp là cạnh góc cạnh, được chưa? Hai tam giác nó đồng dạng thì chúng ta suy ra được gì? EF chia cho AB. Mình có EF chia cho AB sẽ bằng là ME chia cho MA, đúng không? Bằng ME chia cho MA. Mà ME chia MA theo tính chất của trọng tâm là bằng 1/3. Đó. EF chia cho AB bằng 1/3 thì mình suy ra EF sẽ bằng 1/3 của AB. Mà AB lúc đầu chúng ta gọi cạnh của nó là A ha. AB chính là A. Như vậy thì 1/3 AB là A chia 3. Đó. Chứng minh tương tự thì chúng ta cũng có GF, GH, HE, HF đều bằng A chia 3 ha.
mình không cần chứng minh lại, mình chỉ cần nói chứng minh tương tự thôi ha, chứng minh tương tự, hoàn toàn tương tự như vậy các bạn ha, chứng minh tương tự ha, ta cũng có ha, ta cũng có, mình có gì, mình có GF sẽ bằng GE sẽ bằng HE sẽ bằng GH sẽ bằng HF và cũng bằng bằng A chia 3. Thì gọi đây là 1, đây là 2. Từ 1 và 2 ha. Từ 1 và 2 thì tất cả các cạnh của tứ diện EFGH đều bằng nhau đúng không? Tất cả tứ diện EFGH bằng nhau. Có nghĩa là GEF là tam giác đều ha. GHE cũng là tam giác đều, HFE cũng là tam giác đều và GHF cũng là tam giác đều. Và những tam giác đều này đều bằng nhau hết đúng không? Và đó chính là điều kiện cần và đủ để chúng ta suy ra EFGH là một tứ diện đều. Được chưa? Từ 1 và 2 ha. Từ 1 và 2 chúng ta suy ra được là các mặt của tứ diện, các mặt của tứ diện EFGH là các tam giác đều, là các tam giác đều, tam giác đều bằng nhau nữa ha, các tam giác đều bằng nhau vì đều có cạnh là A chia 3 đúng không? Đây là kiện, đây là điều kiện cần và đủ ha, để chúng ta suy ra là EFGH là tứ diện đều. Tứ diện đều. Được chưa? Tứ diện đều. Thì ở trên đây mình dẫn dắt nè. Theo đề bài ta cần chứng minh EFGH là tứ diện đều. Mình dẫn dắt. Xuống đây mình đã chứng minh được EFGH là tứ diện đều. Có nghĩa là xong rồi đúng không các bạn? Chúng ta ghi điều phải chứng minh ha. Chúng ta đã chứng minh xong. Rồi. Chào các em. Hẹn gặp lại các em ở video sau.